Thoạt nhìn, đó chỉ là phòng tắm hoàn toàn bình thường. Chẳng hề có bất cứ dấu hiệu nào về những điều kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Chắc chắn, nếu một nhân viên cấp D được giao nhiệm vụ điều tra cơ sở này đã bắt gặp căn phòng này từ trước. Căn phòng giống thế này như khi anh ta đến thăm một nhà người bạn hoặc ăn trưa trong nhà hàng, hoặc thậm chí chỉ dừng lại ở một trạm xăng. Anh ấy sẽ chẳng có lý do gì để thấy có điều gì không ổn ở đây cả. Nhưng đây là tổ chức SCP, vì vậy anh ta biết rằng mọi thứ không như vẻ bề ngoài. Anh ta thoáng nhìn lên chiếc camera được lắp trên trần nhà, khẩu độ ống kính giãn ra trong thời gian ngắn, tập trung vào khuôn mặt của anh ấy. Và anh ấy cũng biết rằng một kỹ thuật viên SCP ở đầu bên kia đang theo dõi mọi chuyển động của bản thân. Anh nhăn mặt, hoàn toàn nhận thức được với tư cách là một thành viên của nhân viên cấp D, có nghĩa là mỗi lần thử nghiệm đều có thể là lần cuối cùng của anh ta. Những hiểu biết đó khiến anh ta không thực sự yêu thích tổ chức cũng như sứ mệnh của nó lắm. Nhưng anh ta không có nhiều lựa chọn cho nhiệm vụ của mình. Đột nhiên, một giọng nói vang vang truyền qua hệ thống liên lạc nội bộ. Vui lòng bước hẳn vào phòng tắm, nhà nghiên cứu nói từ đầu dây bên kia. Nhân viên cấp D hỏi. Chuyện này là sao? Đây chỉ là một phòng tắm bình thường thôi mà, phải không? Hay đây mới là điểm đặc biệt với nơi này? Đôi mắt anh ta quét khắp căn phòng, nền nhà được lát gạch trắng mịn. Các bức tường có màu xanh lam nhàn nhạt nhẹ nhàng gợi nhớ đến một đại dương tĩnh lặng. Đây là một loại màu sắc hay được dùng để tạo hiệu ứng xoa dịu mỗi khi sử dụng các tiện ích ở đây. Một tấm gương lớn được gắn cố định vào tường. Trước mặt bàn có bồn rửa. Bên cạnh bồn rửa là nhà vệ sinh và tiếp nữa là bồn tắm với vòi hoa sen. Có một chiếc bàn chải cọ rửa và piston thông tắc được giấu phía sau bồn cầu. Thêm một tấm vải lông xù trải dài trên nắp bồn cầu. Tất cả đều rất bình thường, thậm chí bình thường quá mức, anh ta âm thầm nghĩ. Rồi đầu anh ta chợt nảy ra một suy nghĩ kinh khủng. Mấy người sẽ không nhìn tôi đi vệ sinh chứ hả? Anh ta hỏi với giọng pha chút hoảng hốt. Điều đó thật vô lý, tất nhiên. Nhưng ở đây, ở tại tổ chức SCP này, mấy người này có làm trò gì thì anh ta cũng không bất ngờ đâu. Họ luôn có mấy thứ mới kỳ lạ xảy ra. Và anh ấy sẽ chẳng hề ngạc nhiên khi nếu họ thực sự muốn chứng kiến lúc anh ấy phơi bày trọn vẹn bản thân mình nhất. Giọng nói hồi đáp của hệ thống liên lạc nội bộ. Gì cơ? Không, anh không cần phải đi vệ sinh đâu. Nhìn này, chỉ cần bước tới theo nghĩa đen, tất cả những gì tôi muốn anh làm là bước vào phòng. Nhân viên cấp D tự cười mỉa. Anh ta đã từng trải qua nhiều thí nghiệm điên rồ đến mức chẳng buồn để tâm rồi. Mấy vết sẹo là chứng minh cho điều đó. Nốt nhạc đệm vừa rồi khiến anh ta có chút hài lòng khi nghe người đặc vụ bối rối. Ngay cả khi anh ta phải tham gia vào những thí nghiệm nguy hiểm chết người này, ít nhất thì vẫn có thể làm cho những kẻ hành hạ mình trở nên bối rối và khó xử. Đó dường như là một chút công bằng ảo mộng đối với anh ta. Tuy nhiên, khi đặc vụ yêu cầu thì anh ta cũng phải bước tới. Ngay khi anh ta vượt qua ngưỡng cửa, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng với một tiếng va đập. Nhân viên cấp D giật mình kinh ngạc và hét lên. Cái gì? Tại sao mấy người lại làm trò này? Chúng tôi không làm gì cả. Giọng nói truyền qua hệ thống liên lạc nội bộ. Tất nhiên, anh chàng nhân viên cấp D suy nghĩ anh ta nên mong đợi điều này. Anh ta nắm lấy tay nắm cửa và cố gắng kéo giật cánh cửa ra. Nhưng cửa bị đóng lại rất nhanh. Anh ấy lại giật mạnh một lần nữa. Lần này mạnh hơn, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Cánh cửa không hề nhúc nhích. Cửa bị kẹt rồi. Nhân viên cấp D gào lên. Anh ấy cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn và cơ thể nóng ran lên. Căn phòng này định làm điều gì khủng khiếp với anh ta đây? Nhưng sau một lúc, anh ấy bắt đầu bình tĩnh lại, vì có vẻ như nó không có ý định làm gì anh ta cả. Có lẽ đây chỉ là một căn phòng với một cánh cửa kỳ lạ mà thôi. Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao tổ chức SCP lại quan tâm đến nó cơ chứ? Chỉ cần chờ đợi thôi, đặc vụ kia nói. Tôi sẽ xem thử có cách nào mở cửa không. Một lúc sau, đặc vụ đến cửa nhà tắm và giật mạnh cánh cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích. Cửa kẹt rồi, cô nói. Nhưng vì cái đê đảo trong mắt, tất nhiên rõ ràng là nó bị kẹt. Chờ một chút, tôi sẽ đi tìm một kỹ thuật viên, cô nói. Nhân viên cấp D lắng nghe tiếng chân của đặc vụ đang đi dần về phía xa. Anh ngồi bệt xuống sàn căn phòng tắm bị khóa kín và vùi mặt vào tay mình. Ngày gì tệ thì không biết, anh ta cứ bị mắc kẹt trong phòng tắm này mãi sao? Cứ chìm trong suy tưởng, anh ta đã cố gắng không nghĩ về nó nữa. Nói thật thì, anh ta đang cực kỳ khó chịu. Anh ta tự hỏi, liệu đặc vụ kia có đang thực sự đi tìm kiếm sự giúp đỡ hay chỉ đang lẳng lặng ngồi trong phòng và quan sát mình qua cái camera đó? Ngoảnh mặt làm ngơ, chờ mọi chuyện kết thúc. Ánh mắt hướng về phía ống kính. Anh ta chau mày, đôi mắt nhìn chăm chú vào nó tới mức không hề hay biết một hình thù đen tối từ từ bò ra từ ống thoát nước bồn tắm. Đó là một con rắn hoàn toàn bình thường. Có lẽ nó duy trì bất động, hoàn toàn tĩnh lặng
trừ cái râu đang ngoe nguẩy rung rung. Sau đó, đột ngột trong một nhịp, nó bắt đầu di chuyển. Con rắn bò khắp bồn tắm, leo lên các bức tường sứ và chạy ngang qua bị rửa, giống như tất cả những con rắn khác. Giờ đây, dưới ánh sáng, nó có vẻ bối rối và vội vã tìm góc nào đó để lẩn trốn. Nó đi đến mép mặt bàn, nhưng tất nhiên, cái vách đứng này hoàn toàn không phải là trở ngại gì cho mấy con côn trùng. Nó lắc lư thân thể đáp xuống tủ và tạo ra một dấu vết lướt qua sàn lát gạch. Sau cùng, đó là khi nhân viên cấp D cuối cùng nhận ra sự tồn tại của con rắn. Anh hốt hoảng kêu lên và co chân mình lên áp sát vào ngực. Con rắn trông khác lạ đến kỳ lạ, chả ăn nhập gì trong phòng tắm sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt này. Cảnh tượng con sâu bọ kinh tởm nhỏ bé khiến nhân viên cấp D đột ngột trào lên cảm giác ghê tởm khủng khiếp. Đó là một con rắn khổng lồ, anh ta lẩm bẩm một mình, như thể nó đã nghe hiểu lời anh nói. Con rắn bắt đầu lao về phía anh. Nhân viên cấp D không thích điều đó một chút nào, không chút do dự, anh ta lập tức dẫm nó nát bét một cách dứt khoát và sau đó di gót chân lên trên con côn trùng xui xẻo. Âm thanh đủ lớn để thu hút sự chú ý của đặc vụ sau camera. Cô ấy hẳn đã trở lại phòng làm việc của mình sau khi gửi yêu cầu một kỹ thuật viên. Đó là cái gì? Cô ấy hỏi. Giọng cô ấy rè rè qua hệ thống liên lạc nội bộ. Có một con rắn khổng lồ ở đây này. Nó vừa chui ra khỏi bồn tắm. Nào, nhanh nhanh lên và mở cửa đi cho tôi. Tôi không thích ở đây nữa. Nhớ có nhiều rắn hơn thì sao? Được rồi, đặc vụ trấn an. Chỉ cần chờ một giây thôi, trợ giúp sẽ đến ngay sau vài phút. Đừng nóng nảy như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một con bọ thôi, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng mấy cấp D không chắc chắn về điều đó lắm. Sau cùng, khi phải đối phó với những dị tưởng chưa biết như mấy thứ trong kho lưu trữ SCP, ai có thể nào phản ứng đơn giản kiểu đừng lo lắng chứ hả? Anh ta cười dài, đứng dậy khỏi toilet và đi đến bồn rửa mặt. Rồi vừa lẩm bẩm một mình, anh ta vừa vặn vòi và bắt đầu rửa sạch con côn trùng bám dưới đáy giày của mình. Anh ấy quá chú tâm vào việc của mình đang làm nên chẳng nhận ra con rắn thứ hai đã chui ra từ ống thoát nước bồn tắm. Giống như lần đầu tiên, nó đứng yên trong giây lát và sau đó lướt qua bồn tắm, bò khắp các bức tường và tìm kiếm người đồng bạn đã khuất của mình. Cùng lúc, con rắn thứ ba xuất hiện từ cống và rồi là con rắn thứ tư. Vào lúc nhân viên cấp D quay người lại, cả một tiểu đoàn rắn đã vào trong phòng tắm. Đôi mắt của anh ấy trợn trừng khi bắt gặp cảnh tượng ít nhất là hàng chục con rắn đã tụ tập xung quanh xác con rắn đầu tiên. Cái xác nát bét đó, rồi tất cả chúng gặm nó. Đó là một cảnh rùng rợn. Nhân viên cấp D ngay lập tức nổi khùng. Anh ta không biết gì về lũ rắn. Anh ta lại càng không biết được rằng đây liệu có phải là hành vi bất thường của loài côn trùng này hay không. Nhưng anh ta không thực sự quan tâm đến điều đó. Đơn giản thì nó trông thật kinh tởm, và anh ta khẳng định rằng nó không phải là tự nhiên. Tôi không thích điều này. Tôi ghét nó. Anh ta hét lên, sự hoảng sợ trào dâng trong giọng nói. Để tôi ra khỏi đây, nhanh lên, mau mở cánh cửa khốn kiếp này ra. Đặc vụ quan sát đang an nhàn trong văn phòng của mình chẳng chút hiểu cho nỗi kinh hoàng của nhân viên cấp D. Theo quan điểm của cô ấy chỉ quan sát một người đàn ông hoảng sợ với mấy con bọ hoàn toàn bình thường. Tất nhiên là đối với những người chưa từng tiếp xúc với các SCP kỳ dị và có khả năng nguy hiểm thì khung cảnh này sẽ mang lại cảm giác khác. Cô ấy không thể nhịn cười trước cảnh này. Nó không muốn cười tí nào đâu, nhân viên cấp D gào thét một lần nữa và co ro thành tư thế bảo thai. Những thứ đó rất lớn, tốt hơn cô nên đưa tôi ra khỏi đây ngay bây giờ, hoặc anh ta đấu tranh suy nghĩ về mối đe dọa nào đó đủ lớn để thuyết phục đặc vụ nghiêm túc trong tình cảnh này, nhưng anh ta đã thất bại. Đặc vụ hiện tại quá bận rộn với việc ghi chép tình hình. Những con rắn này trông có vẻ là những mẫu vật thông thường của loài rắn Mỹ, mỗi con dài khoảng 5-6 cm. Khi lũ rắn ăn thịt cái xác nát bét của đồng loại, đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên thực sự kỳ lạ. Những nhóm nhỏ lần lượt hướng về nhân viên cấp D. Bây giờ nó còn kỳ lạ hơn nữa. Cô ấy nghĩ, anh bạn kia có lẽ không nghĩ như vậy, bởi vì anh ta bắt đầu gào thét đến lạc giọng. Cả đặc vụ và nhân viên cấp D đều tập trung vào lũ rắn đến mức họ không nhận thấy điều gì đó, thậm chí còn kinh khủng hơn đang xảy ra trong bồn tắm. Một chất sẫm màu giống như hắc ín bắt đầu thấm ra từ cống, dần dần lấp đầy bồn tắm. Nữ đặc vụ này quá bận rộn trong việc cố gắng xoa dịu anh chàng kia, cố gắng thuyết phục anh ta ngừng la hét và bắt đầu giải thích một cách chi tiết hợp lý về khung cảnh đang xảy ra theo ghi chú của cô. Trong khi đó, hắc yến dầu vẫn tiếp tục sủi bọt từ cống, bề mặt sân cao dần, lấp đầy khoảng 1/5 bồn tắm. Đôi mắt của nhân viên cấp D đột nhiên đổ dồn về phía bồn tắm. Cái gì đây? Anh ta lẩm bẩm. Đột nhiên, hàng chục con và hàng chục con nữa, có thể là hàng trăm con rắn bắt đầu trào ra từ hắc yến. Chúng dường như được bọc trong một lớp giáp màu đen rắn chắc, bóng bẩy và chúng sôi trào lên thành từng đợt lớn, sóng sánh, lan ra khắp sàn phòng tắm. Nó xảy ra quá nhanh,
đến nỗi nhân viên cấp D chỉ có thể loạn choạng trong nỗi kinh hoàng, mất trí, có quá nhiều dán. Dù rằng hiện tại anh ta đã có vẻ hoàn toàn an toàn khi ngồi trên bồn cầu, những con dán không thể trèo lên lớp sứ sáng bóng, trượt dần xuống sau mỗi lần thử. Anh ta luồn cuồng bò dậy, đứng trên nắp bồn cầu và cầu nguyện rằng nó đủ cứng rắn để chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể anh ta. Nếu không, anh ta sẽ nhào đầu vào bầy bọ đang quằn quại sôi sục đó. Anh ta chằm chằm nhìn vào thứ trông giống như một đại dương côn trùng sống. Ánh sáng phản chiếu từ lớp vỏ chitin với những vệt dầu kinh khủng. Nó giống như một cảnh trong một bộ phim kinh dị hạng bét, nhưng tất cả đều quá chân thật. Trong nỗi hoảng sợ, nhân viên cấp D mơ hồ nhớ lại thời thơ ấu. Anh ta đã từng đọc một cuốn sách về cuộc sống thời cổ đại trên trái đất vào kỷ Permi, khi trái đất còn là một khu rừng rậm nóng ẩm với nhiệt độ ấm áp và không khí giàu oxy đã biến trái đất thời đó trở thành nơi thiên đường sinh sống hoàn hảo cho những loài côn trùng khổng lồ. Gián đã sống trên trái đất này bao nhiêu triệu năm? Anh ấy tự hỏi. Anh ấy biết điều đó rất rõ và giờ thì không thể nào không nghĩ về thứ di sản thời kỳ đó. Khi mà bản thân đang phải đối mặt với một tấm thảm được hoàn toàn làm từ gián sống, chẳng phải các nhà khoa học luôn dự đoán rằng loài gián cuối cùng sẽ tồn tại lâu hơn loài người sao? Chúng là những thứ bé nhỏ kinh tởm duy nhất đủ dai dẳng để tồn tại sau một trận tàn sát hạt nhân hoặc các hình phạt của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện tại nỗi lo lắng cho nhân loại sẽ không tồn tại đủ lâu đã phai nhạt nhiều trong anh, vì giờ anh ta chỉ sợ mấy con gián này sẽ sống lâu hơn bản thân anh ta. Những con gián không thể chui lên bồn cầu, nhưng chúng đã thành công trong việc trèo lên các bức tường. Chẳng bao lâu, các bức tường được bao phủ bởi một đống gián. Bầu không khí tràn ngập tiếng kêu và tiếng chúng cào liên hồi khiến nhân viên cấp D ớn lạnh sống lưng. Những con gián bắt đầu diễu hành trên trần nhà và bản năng mách bảo nếu không làm điều gì đó nhanh chóng, anh ta sẽ bị che phủ hoàn toàn bởi lũ gián. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta dùng hết sức ném chiếc giày của mình ra khắp phòng, gào thét như con nguyền rủa trong khả năng, nhưng điều đó chẳng có ích lợi gì. Chiếc giày của anh ta va vào bức tường đối diện và bật ra, rơi vào bầy gián và nhanh chóng chìm xuống dưới làn sóng cuộn của những con côn trùng kêu râm ran. Đòn tấn công vô ích của anh ta chỉ kích động chúng hơn. Vài chục con gián cất cánh phóng thẳng về phía nhân viên cấp D. Anh hét lên và cố gắng phủi chúng đi khi lũ gián đậu vào mặt và vai. Chúng trườn, bò lên cổ và chui vào tóc anh ta. Anh ta tiếp tục la hét và xua đuổi chúng hơn, nhưng mỗi giây lại càng ngày càng có nhiều gián. Mỗi giây lại có thêm nhiều con gián bay ra từ lớp dầu đen đang sôi sục trong bồn tắm. Và giờ, tất cả chúng dường như đều có ý định tấn công nhân viên cấp D. Chúng chui vào miệng anh ta khi anh ta mở mồm hét lên. Anh ta nghẹn họng và ho sặc sụa, cố gắng phun chúng ra. Nhưng có vẻ như chúng đã hoàn toàn chui xuống cổ họng anh ta. Trong cơn hoảng loạn, anh ta trượt chân và lảo đảo về phía trước, la hét và khô khốc cánh tay trong bất lực. Anh ta lao thẳng vào đám gián đang quằn quại. Chỉ mất vài giây thôi, anh ta đã hoàn toàn chìm trong một lớp côn trùng sống. Đặc vụ quan sát không thốt nên lời, không thể hiểu thấu sự việc điên rồ kinh khủng mà mình đang chứng kiến. Nhưng nhìn nhân viên cấp D đang bị lũ gián xé xác đã làm cô ấy nôn mửa vì kinh tởm. Có thể nghe thấy những âm thanh khốn khổ, nghẹn ngào của hệ thống liên lạc nội bộ. Hành vi không chuyên nghiệp lắm, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về việc này. Đến giờ, bồn tắm gần như hoàn toàn chứa đầy những chất nhầy đen xì. Những con gián bắt đầu bò trở lại bồn tắm, lồm cồm quanh thành bồn tắm thành từng đợt sóng lớn và ném thân mình vào vũng hắc yến. Khi chúng rút hết hơi, phơi ra phần còn lại là cái xác của nhân viên cấp D kia. Cái xác rách rưới và đẫm máu đã bị gặm ăn một phần. Phần bụng cái xác trướng lên rõ rệt, đôi khi co giật lên. Điều này làm cho tờ vụ quan sát nhất thời tự hỏi liệu có cách nào đó mà nhân viên cấp D kia vẫn sống sót sau tất cả. Mặc dù chỉ cần nhìn thoáng qua tình trạng của cái xác chết thì cũng có thể khẳng định rằng điều đó là không thể. Cái xác chết có quá nhiều vết thương. Rõ ràng thì những cơn co giật đó thực tế là do những con rắn đã chui vào cơ thể và vặn vẹo bên dưới lớp da của xác chết. Đột nhiên một thứ khác bắt đầu nổi lên khỏi bột tắm. Đó là một cái xác chết khác. Tình trạng phân hủy nặng hơn cái xác của anh chàng nhân viên cấp D của chúng ta. Phân hủy đến mức hầu như chỉ còn là bộ xương. À không, vẫn còn đủ thịt bám vào những khúc xương, đủ để người ta nhận ra đó từng là thân thể của một con người. Dưới lớp nước bùn đen kịt vẫn còn đó một bóng hình khuôn mặt lấp ló đang bám trên cái hộp sọ. Nhãn cầu lấp lánh vẫn lăn lông lốc trong hốc mắt tối om. Đôi môi rách bươm với hàm răng ố vàng. Đôi mắt của cái xác kia lao về phía thân xác nằm sấp bất động ở đó của nhân viên cấp D với ý đồ xấu xa. Hắc yến chảy ra từ cánh tay vào hộp sọ của nó. Nó đặt một tay lên thành bồn tắm, tay kia tựa vào bức tường dán giấy màu xanh lam, rồi từ từ nâng mình lên thoát khỏi vũng hắc yến. Mấy chục con rắn trào ra khỏi bồn theo sự di chuyển của nó. Cái xác từ từ loạng choạng đứng dậy, chảy dòng dòng thứ nước nhớp nháp màu đen xì và bước ra khỏi bồn tắm. Nó lảo đảo khắp căn phòng với những bước chân siêu vẹo nhấp nhúa, để lại sau lưng những vết bò của rắn và của chất nhầy màu đen. Khi tiến tới nơi cái xác của nhân viên cấp D,
Nó nắm lấy chân cái xác và sau đó kéo lê qua sàn nhà để về phía bồn tắm. Cái khung xương kéo thi thể của nhân viên cấp D vào trong bồn tắm và cả hai chìm trong thứ nước nhầy nhụa đen xì. Những con rắn còn lại cũng làm theo, nhảy vào lớp dầu đen và từ từ chìm xuống dưới bề mặt. Đồng thời, mức chất lỏng màu đen bắt đầu hạ xuống cho tới khi thành một vòng xoáy trôi xuống cống. Sau vài phút, chất nhầy đen đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết nào cho thấy nó đã từng tồn tại. Những con rắn, xác sống kỳ lạ và xác chết của nhân viên cấp D đều đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy, khi mà lớp cánh cửa phòng tắm mở ra một lần nữa thì đã chẳng hề có điều gì chứng minh được sự kỳ lạ đã từng xảy ra trước đó. Quá muộn khi nữ đặc vụ dùng toàn bộ sức lực mở bung cánh cửa vốn không hề khóa để xông vào phòng. Cô bối rối quét mắt khắp căn phòng khi biết rằng chỉ một khoảnh khắc trước đó, nơi đây là một hiện trường của một cuộc tàn sát rùng rợn. Nhưng dù bây giờ không có bằng chứng nào về điều đó, nhưng chỉ cần những ký ức thôi, cảnh tượng những xác chết trương phồng lên của nhân viên cấp D, âm thanh của hàng ngàn con rắn đồng loạt diễu hành và bay lượn, cũng đủ khiến cô trào lên cảm giác ghê tởm lên tận cổ họng. Cô ấy dướn người về phía trước, đặt tay lên đầu gối và lại nôn mửa. Cô ấy được coi như một đặc vụ dày dạn của tổ chức SCP, nhưng dị thường SCP này chắc chắn không phải là thứ dành cho những người yếu tim hay bị bệnh dạ dày. Chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế? Thật không may, đây lại là điều bình thường sẽ xảy ra khi bạn đối mặt với SCP-6698. SCP-6698 có vẻ ngoài là một phòng tắm hoàn toàn bình thường, cho đến khi những biểu hiện bất thường bắt đầu xuất hiện. Sự tồn tại của nó hoàn toàn giống như một phòng tắm tầng 2 trong một tư gia nào đó tại Alabama, Hoa Kỳ. Trong trường hợp đầu tiên về hành vi dị thường xảy ra một ngày sau khi một cư dân của hộ gia đình, một nam thanh niên 16 tuổi đã báo cáo về việc giết một con rắn lớn bất thường trong phòng tắm. Đêm hôm sau, khi cậu ta sử dụng lại phòng tắm đó, người dân xung quanh đã nghe thấy tiếng la hét đầy sợ hãi. Sau tiếng la hét của cậu là những âm thanh được mô tả những tiếng vỡ vụn của chiếc bồn rửa mặt và rồi sau đó là tiếng cơ thể rơi xuống bề mặt giòn và ẩm ướt. Các thành viên trong gia đình đã cố gắng cứu cậu ta khi nghe thấy những âm thanh này, nhưng cánh cửa phòng tắm không chịu mở ra. Sau khi tiếng ồn lắng xuống, họ thấy cánh cửa đột nhiên lơi lỏng, nhưng khi kiểm tra bên trong thì đã không còn dấu vết của bất cứ thứ gì về nạn nhân, một thiếu niên, trong phòng tắm này nữa. Tổ chức SCP đã nhanh chóng xử lý vụ việc, xóa ký ức, cài cắm vào tiềm thức gia đình này rằng cậu thiếu niên mất tích đơn giản là do bỏ nhà đi. Gia đình đã được chuyển đi khỏi nơi cư trú. Căn nhà của họ sau đó được mua bởi tổ chức SCP và dưới lớp vỏ bọc là một công ty để thực hiện thêm các thí nghiệm. Khi có người vào phòng, cửa phòng tắm ngay lập tức đóng lại và khóa kín. Cánh cửa này sẽ bị khóa hoàn toàn cho đến khi sự việc kết thúc. Mọi nỗ lực phá hỏng cửa khi nó ở trạng thái khóa đều vô hiệu. Một camera ghi âm đã được lắp đặt trong phòng tắm cho phép các đặc vụ quan sát sự kiện xảy ra. Những nạn nhân vô tình lạc vào SCP-6698 sẽ thấy mình bị mắc kẹt. Sau khi cửa bị khóa, rắn sẽ bắt đầu xuất hiện từ ống thoát nước của bồn tắm. Khi bầy rắn đã đạt được số lượng, lũ rắn sẽ tấn công và ăn thịt nạn nhân. Đồng thời, một loại dầu đen bắt đầu đổ đầy bồn tắm, tạo tiền đề cho sự xuất hiện của thầy ma hắc ín bí ẩn sẽ mang xác nạn nhân ra khỏi hiện trường. Các đặc vụ quan sát đã lưu ý rằng xác chết khung xương chui ra từ bồn tắm có bề ngoài rất giống với nam thanh niên 16 tuổi mất tích kia. Điều này đặt ra nghi vấn về cách thức SCP-6698 có thể liên kết với nạn nhân ban đầu của nó. Thử nghiệm đã bị đình chỉ sau cái chết của nhân viên cấp D. Vì vậy, hiện tại vẫn chưa rõ cùng một thầy ma hắc ín đó liệu có xuất hiện trong mọi trường hợp hay không. Hoặc có lẽ mỗi lần SCP-6698 xuất hiện, nó sẽ kéo một cái xác đó ra từ một danh sách luân phiên các nạn nhân trước đó. Tại thời điểm này, mối quan hệ giữa thầy ma hắc ín, nước bùn đen và binh đoàn rắn ăn thịt vẫn chưa được tìm hiểu rõ ràng. Nhưng một lượng lớn năng lượng quang phổ đã được phát hiện trong căn phòng dẫn đến giả định rằng sự kiện này phải là một hiện tượng siêu nhiên trong tự nhiên với sự tham gia của cục hiện tượng quang phổ. Vì SCP-6698 chỉ tấn công những nạn nhân bước vào phòng tắm và dường như không có khả năng xuất hiện khi cửa để mở, tổ chức SCP đã gắn một thiết bị đặc biệt để ngăn cánh cửa tự đóng lại và gắn chỉ định an toàn lên SCP-6698. Tuy nhiên, có một điều khá chắc chắn. Trong số tất cả những cách chết mà các dị thường SCP chết có thể ban tặng cho nạn nhân của mình, thì việc bị một bầy rắn ăn thịt từ bên trong có lẽ vẫn được xếp vào dạng kinh khủng nhất. Vì vậy, vào lần tiếp theo, khi bạn đang tìm kiếm một chút riêng tư trong phòng tắm, thì hãy suy nghĩ cho cẩn thận nhé. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như ký sinh trùng lan truyền SCP-2119, để biết một câu chuyện khác về một loài côn trùng thực sự có thể chui vào da của bạn. Và bạn hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.